Ok, xin chào các bạn. Hôm nay ở video này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng cưa loại to nhất của hãng Simac mà chạy pin. Đây, ở hình thì các bạn đã có thể nhìn thấy luôn đấy nhá. Tên luôn Lithium Battery Chainsaw này. Máy cưa dùng pin, cưa xích chạy pin. Mã ngoài là mốt DL02 này. Cái mã theo công ty nó có khác không? Đây, đây là cái vỏ thùng. Đây là dòng cưa to nhất trong ba cái tôi đã giới thiệu ở video trước. Đó, đây. Tôi mở hộp cho bạn xem luôn nhé. Cái này nó lại không dùng hộp cứng mà nó dùng cái hộp mềm mềm này. Đây, tôi bỏ tạm ra ngoài. Cái này thì chưa... các bạn nhìn thấy gì không? Quả xích mạ vàng. Quả xích mạ vàng các bạn ạ. Nhìn xích đã kết rồi. Ok, tạm thời để ngoài nhé. Cái lam của nó này. Lam này là lam 16 inch. 16 inch là lam 40 á. 40 là bằng với cả cưa xăng luôn rồi. Đây, phụ kiện của nó này. Một cái bình tra nhớt này, một cái chắn của cái tay chắn này. Một cái hàm rồng găm gỗ. Một cái rũa. Một cái kiểu tháo lam xích, tháo ốp lam, một cái đầu tàu tô vít bốn cạnh. Đi kèm máy gồm hai quả pin. Xin lỗi các bạn, ở video trước pin này là pin 10 cell nhá. Tôi nói nhầm. 21V, gồm hai quả pin 21V 10 cell. Đấy, dung lượng là 3 ampere, 3 Ah nhá. Pin hãng yên tâm. Để tạo ra ngoài này. Chúng ta có một cái sạc 1,3 A, sống cái hàng chung kìa. Và cuối cùng cái máy này thì khá nặng đấy. Máy này khá là nặng. À không, cũng bình thường, một tay cầm thoải mái. Đây, tạm thời tôi để ra ngoài. Chúng ta có một cái xanh dẫn ốp lam. Hết rồi. Hết rồi, tôi tạm thời tôi bỏ ra. Bỏ túi ra. Đây rồi, các bạn có thể nhìn rõ này. Đó, đây là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái sản phẩm này để tôi lắp qua. À, không phải đi kèm hai pin đâu. Cái này là sử dụng hai cục pin. Sử dụng tận hai cục pin, các bạn có nhìn thấy không? Một cục chúng ta lắp gần động cơ và một cục chúng ta lắp ở phần đuôi của máy. Chắc là cái này motor to quá nên nó phải dùng hàng đến hai cái pin đấy. Xem nào, qua cái này bằng gì? À, cái này bằng hợp kim nhôm này. Hợp kim nhôm, các bạn nghe tiếng đúng không? Chúng ta vẫn có một cái tăng xích ở đây này. Ồ, con này dùng bị sướng thôi rồi luôn. Đây, con này sử dụng chắc là dùng hai tay thôi. Cái này chỉ dùng hai tay, một tay vẫn cắt được, một tay cầm thì nó hơi bị gượng. Đó, bây giờ tôi sẽ lắp nhanh cho các bạn cái máy này để chúng ta nhìn tổng thể cái máy nó dễ hơn, đánh giá cho nó dễ. Đây, chỗ trò nhớt này. Đây, tôi sẽ lấy đồ của máy ra để tôi lắp nhanh vào nhé. Đây. Một cái chúng ta có một cái ốp lam. Đây, tất cả phụ kiện của máy đây. Để gần đây các bạn nhìn thấy. Thế ra cái này hàng Simac này hay cho đủ bộ lắm, nó không dư cái gì cả. Đây, kết nhất quả xích để đây cho các bạn thấy luôn. Ốp lam này. Hết. Ok. Đây tôi đang mở cái phần phụ kiện đi theo máy. Cái này như cái bình nhỏ nhỏ này. Cái rũa này. Đây, cái chúng ta cần đây. Đây là cái găm gỗ, một cái tháo lam. Đây chúng ta sẽ tháo cái máy này ra. À, chúng ta có thể sử dụng, một là sử dụng cái bốn cạnh này đều được này. Hai là chúng ta sử dụng cái ốp này. Thường cái ốp này dễ hơn nhiều chứ. Ở đâu? Cái này phải dùng cả hai. Cái ốc này là chúng ta xoay cả cái trục nó ra luôn đấy.
bạn lưu ý nhá. Cái ốp kia là xay nguyên cả cái trục nó ra. Ra thì tháo mỗi cái này thôi. Rồi. Đây phần tăng xích. Đấy các bạn nhìn thấy không? Trời ơi. Quá ngon. À tôi lắp thử pin vào cái đã. Hai quả pin như nhau, các bạn lắp ở đâu cũng được. Đây, hai chỗ hai quả pin. Máy này nó còn có cả chỗ đo pin luôn này. Hơi chặt một chút chút. Đây. Ok. Ui lắp pin vào thì nặng lắm. Lắp pin cái này nó phải rơi vào khoảng 4 cân, hơn 4 cân thì tôi sẽ đo. Bật máy này. À đây là đo lượng pin còn. Đây nó đang đầy này. Dí là nó sẽ hiện pin đầy. Pin còn hay nhiều hay ít. Không biết cái này nó báo hai quả hai bên hay là báo một bên nữa. Đây. Tôi bật máy luôn này. Wow. Như máy mài luôn. Đảm bảo các bạn nếu các bạn nào dùng cái máy mài bằng điện rồi ấy thì biết nghe tiếng sướng không? Các bạn biết gì không? Cái này nó sử dụng motor không chổi than. Motor không chổi than, xích mạ vàng. Và cái nó nhìn hơi dị, nó có hai quả pin thôi. Ok. Tạm thời tôi tháo một quả pin ra xem nó có chạy không nhá. Tôi thử tháo một quả pin ra xem nào. Đây, tôi tháo một quả pin ra xem nào. À, tháo một quả pin không chạy được. Phải hai quả pin mới chạy được nhở? Phải bắt buộc phải hai quả pin mới chạy được. Tôi thử lắp quả pin vào motor mà không lắp ở đuôi xem nào. Không chạy được, bắt buộc phải hai quả pin mới chạy được. Đây, thôi tạm thời bỏ cái này xung quanh đã. Tôi sẽ lắp cái cưa này cho các bạn xem luôn. Đây nha, đầu tiên chúng ta lắp cái găm gỗ trước. Găm gỗ thì ở đây nó có cái hai cái ốc sẵn đây nhá, các bạn tháo ra là được. Ok, để tạm đây nha. Đây, cái găm gỗ nha. Các bạn lưu ý lắp găm gỗ nha. Đây. Chúng ta sẽ lắp nó hướng xuống dưới. Như này. Cái này có tác dụng khi nào mà nó cắt thì nó đỡ bị va vào trong cái phần thân máy này. Đó, cũng như là nó giữ cố cố định được một vị trí mà khi chúng ta cắt. Rồi lắp xong cái găm gỗ nha. Đây. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến cái phần lan xích của máy. Tôi sẽ mở xích ra. Và xích nhìn thích quá. Đây. Đây, mở đây. Đây. Trời ơi. Quả xích này chắc là nhìn sướng nhất của cái máy này quá thôi. Máy này nhìn nó hơi dị. Quả xích nó cũng dị không kém, nhưng mà xích đẹp. Đây cho các bạn xem gần luôn này, quả xích này. Xích chất tốt. Hoa có gì? À nó hơi rối một chút, chờ một chút nhé. Lưỡi xích này nhiều lúc cũng mất thời gian phết đấy. Đây, tôi đã gỡ xong cái xích nhá. Xích của nó đây.
nhìn như cái vòng vàng vậy. Tôi sẽ lắp lam vào. Lam 16 inch. Đây các bạn lưu ý chúng ta lắp lam nhá. Đây. Đó. Lắp nó hơi đây, các bạn lắp lam thì nó đơn giản thôi. Lắp lam cái này có cái gì giữ nhỉ? Cái gì giữ lắp cho nó dễ. Đây. Tôi lấy tạm cái ốp cái cửa ấy của nó này. Đây. Ok, đẹp luôn. Đây. Để tạm này nhá. Đây tôi lắp xích. Các bạn lưu ý lắp đúng chiều xích nhá. Máy nó sẽ luôn chạy theo hướng tiến về phía trước ở cái tính bên trên này, chạy như này. Các bạn lắp cái mặt sắt của nó vào là được. Đây. Đó như này. Ok. Đấy. Đó. Nhét cho đúng rãnh luôn để chúng ta kéo nó căng luôn. Chút nữa chúng ta lắp cái phần tăng xích cho nó dễ. Đấy, bây giờ kéo lùi cái máy lại. Đấy. Thường thường là xương xương xích của nó sẽ thế này. Thì nó sẽ căng. Đấy. Cơ bản đây là bên trong khi mà chúng ta bên trong cái ốp lam khi chúng ta không lắp cái ốp lam. Và bây giờ việc của chúng ta là xoay cái xoay cho cái này này nó về đây để chúng ta có thể lắp cái lắp cho nó vừa cái này, hoặc các bạn hệ ướm luôn này. Đây. Ướm luôn, vừa phát không phải xoay. Đó. Như này là nó đang hơi bị lệch một chút nhá. Phải xoay lùi về một chút nữa. Đây các bạn có thể căn luôn cái ốc này. Ví dụ cái này nó ở gần ngang với ốc thì các bạn cũng cho cái này gần ngang với cái lỗ này là được. Căn nó sẽ dễ hơn. Đấy, ví dụ như này chẳng hạn. Đây, tầm này chắc là vừa rồi này. Đấy, để bạn nào mà chưa biết lắp ấy thì khi chúng ta lấy về chúng ta lấy lại phát là lắp được luôn. Đó. Ok. Vào khi mà chúng ta lắp được ấy là nó lòi hẳn hai cái ốc này lên này, thì chúng ta sẽ gá hai cái ốc này vào nhá, không xoay chặt, chúng ta chỉ gá vào thôi để còn tăng xích nữa. Đó, như cái này mà xoay chặt vào là chúng ta sẽ găm mất cả cái lam vào rồi, chúng ta không xoay xích, không tăng xích. Đây, bây giờ nó đã được như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ tăng xích nhá. Đây các bạn nhìn thấy xích trùng này, và chúng ta sẽ xoay ngược lại lúc nãy để chúng ta tăng lên, tăng cái xích lên. Tăng xích nó sẽ thẳng hơn. Đó. Đó, chúng ta tăng vừa phải thôi. Đó, bây giờ tôi sẽ lắp pin vào đã. Lắp pin để thử để cho xích nó trơn đã. Nó hơi nặng tay một chút. Nó hơi nặng tay một chút nên là tôi sẽ phải cầm hai tay. Đây. Vẫn có chốt an toàn nhá, chốt an toàn đây. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Cực kỳ khỏe, không bao giờ có chuyện mắc xích luôn. Đó. Rồi ok, tạm thời là tăng xích ok rồi. Đây, nó vẫn hơi trùng một chút này thì bạn có thể xoay thêm một hai vòng nữa. Đó. Đó, bạn mở lên cho nó. Đó, cho nó đều xích đã. Ok. Thường cắt thì chúng ta để thế này được, nó sẽ không bị văng ra, không bị văng xích mà xích nó vẫn trơn. Đấy. Đây, tôi lắp thêm cái này vào nữa cho nó đẹp. Đây nha. Cái này thì chúng ta sẽ lắp ở đâu? Đây. Các bạn nhìn thấy đây đúng không? Đây có hai cái thì khi mà lắp chúng ta sẽ lắp ở đây. Đó, để tránh cái tình trạng là nó bay mùn vào trong tay mình. Đó, thì tay chúng ta cầm như này. Và máy nó sẽ lắp cái này vào đây. Để tôi lắp luôn. Không nói nhiều. Ok.
Đây, đây là cái máy hoàn chỉnh mà chúng ta sẽ cứ thế này mang ra để cắt thôi. Đó. Đây, các bạn nhìn nha. Cái máy hoàn chỉnh đây, tôi sẽ tạm thời bỏ cái này, bỏ những cái phụ kiện khác của máy ra trước để cho các bạn dễ nhìn hơn cái máy này. Đây, đây là cái máy của chúng ta. Nó hơi dài so với các cái video này. Đây, bây giờ tôi sẽ cân, cân thử xem cái trọng lượng của cái này nó bao nhiêu cân. Cân thực tế luôn, không xem thông số nhà sản xuất. Đây, 4 cân tròn luôn. Tôi đang nhấc lơ lửng nó nhé, 4 cân tròn luôn. Đó, các bạn lưu ý. Bây giờ tôi sẽ quay tổng thể một lần cái này. Đây, đây là cái máy hoàn chỉnh. Khi chúng ta lắp hoàn thiện vào thì nó sẽ như này. Nó rất là dài. Tổng chiều dài của cả lam cả máy này nó phải rơi vào tầm khoảng 80 phân. Khoảng 80 phân. Các bạn đang xem là cái từ đấy A0 đặt ngang đấy. Đây. Nhìn gần đấy nhá. Siêu đẹp luôn các bạn. Chạy 2 pin. Được. Cầm một tay thì nó hơi bị nặng. Đó. Đó, các bạn có thể nhìn tổng thể cái máy này. Đó. Siêu đẹp luôn. Đây. Nhìn gần cho các bạn xem luôn. Đó. Rồi đây là cái máy sử dụng lam 16 inch. Tôi nói lại một lần nữa là sử dụng lam 16 inch này. Cái pin của nó dùng 2 pin 3Ah. Đó, chạy cũng phải tầm trên 2 tiếng. Trên dưới 2 tiếng tùy theo cái mức độ chúng ta cắt. Và nó vẫn có chốt an toàn. Nói chung là mọi thứ đều tuyệt vời. Tương đương với ở một con cưa điện, thợ cưa cắm điện ấy. Nó như con này còn ngon hơn cả những cái cưa cắm điện đó. Thì bạn nào mà có nhu cầu sử dụng con cưa này, các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại hiện trên màn hình hoặc truy cập website điện máy xong anh.com. Xin chào hẹn gặp lại trong những video sau.